Mời quý vị theo dõi bản tin Thế giới đa chiều trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai với các thông tin chính. Iran cảnh báo Israel sẽ phải nhận hậu quả cay đắng sau cuộc tấn công hôm 26 tháng 10. Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào thời điểm sớm nhất. Thưa quý vị, tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Thiếu tướng Hossein Salami hôm qua cảnh báo Israel sẽ phải nhận hậu quả cay đắng sau cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự của Iran hôm 26 tháng 10. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Salami cho biết Israel đã không đạt được mục tiêu trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 26 tháng 10, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran hôm 1 tháng 10. Theo ông, cuộc tấn công của Israel là dấu hiệu của sự tính toán sai lầm và bất lực đồng thời cảnh báo rằng Israel sẽ nhận về hậu quả cay đắng đến mức không tưởng tượng được. Cùng ngày trả lời họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ ngoại giao Iran, Esmail Baghi, cho biết Tehran sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để có phản ứng chắc chắn và hiệu quả đối với Israel. Ông cũng nhấn mạnh phản ứng của Iran là tương xứng với cuộc tấn công của Israel. Truyền thông Iran đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công của Israel. Hôm 27 tháng 10 lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei cũng mô tả cuộc tấn công là một tính toán sai lầm của Israel. Hôm qua, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, ông Joseph Borrell, tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Liban. Phát biểu tại Barcelona, Tây Ban Nha, ông Borrell nhấn mạnh EU kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên toàn bộ đường rách giới xanh mà lực lượng dịch giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL giám sát. Ông cũng kêu gọi các bên tôn trọng các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông đồng thời lên án các cuộc tấn công không thể chấp nhận được của Israel vào lực lượng UNIFIL. Đề cập đến cảnh báo của Liên Hợp Quốc rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza là tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, ông Powell cho rằng cách thức cuộc chiến này đang diễn ra là chống lại dân thường, gây ra những lo ngại nghiêm trọng và đặt ra quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc hôm qua đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên vào thời điểm sớm nhất, có thể là đầu năm sau. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, quyết định được đưa ra tại cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Chung Byung-won, Thứ trưởng Ngoại giao cấp cao phụ trách các vấn đề chính trị của Nhật Bản Takehiro Funakoshi và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao ba nước đã nhất trí sẽ tiến tới thảo luận về ngày cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh, dự kiến sẽ diễn ra tại Nhật Bản. Bên lề cuộc họp, ông Chung cũng đã có cuộc hội đàm riêng với người đồng cấp Nhật Bản, ông Funakoshi, để thảo luận về hợp tác song phương. Tổng thống khi Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ, bà Viola Amherst hôm qua tuyên bố ủng hộ sửa đổi luật cấm tái xuất khẩu vũ khí sang nước có chiến tranh, viện dẫn lệnh cấm gây tổn hại đến ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Luật vật tư chiến tranh của Thụy Sĩ cấm đối thác đưa vũ khí do nước này sản xuất tới nước thứ ba đang xảy ra xung đột vũ trang Phát biểu tại thành phố Bern, bà Amherst cho biết Thụy Sĩ cần phải phát triển ngành công nghiệp quốc phòng. mà cũng khẳng định Thụy Sĩ sẽ không bao giờ cung cấp vũ khí trực tiếp cho quốc gia đang có chiến tranh. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Thụy Sĩ là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 14 trên thế giới vào năm 2022. Tuy nhiên, doanh số bán vũ khí của Thụy Sĩ trong năm 2023 đã giảm 27% so với năm 2022, xuống còn 696,8 triệu franc Thụy Sĩ tương đương với 788,06 triệu đô la Mỹ do lập trường trung lập của quốc gia này. Bộ Quốc phòng Na Uy hôm qua cho biết nước này và Mỹ đã đạt thỏa thuận. Theo đó, Oslo sẽ mua tên lửa phòng không AIM-120 C8 từ Washington với giá hơn 4 tỷ rau Na Uy, tương đương với 362,91 triệu đô la Mỹ. Trong tuyên bố được đưa ra tại cơ quan vật liệu quốc phòng Na Uy, Bộ trưởng Quốc phòng Bill Ariram cho biết, với nhiều tên lửa mới hơn, lực lượng vũ trang Na Uy sẽ tự vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công trên không. Theo Bộ Quốc phòng, các tên lửa mua từ Mỹ sẽ chủ yếu được dùng cho hệ thống phòng không mặt đất của Na Uy, nhưng cũng có thể được dùng cho máy bay chiến đấu F-35A. Đây là một trong những đợt mua sắm vũ khí lớn nhất từng được Na Uy thực hiện nhằm củng cố lực lượng vũ trang. Na Uy, quốc gia thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine vào năm 2022. Thưa quý vị, nước Anh đang quay cuồng trong cuộc khủng hoảng thiếu nhà ở. Đây là một trong những vấn đề được chính phủ Anh tập trung giải quyết trong kế hoạch ngân sách dự kiến được công bố vào ngày 30 tháng 10 tới. Liên đoàn nhà ở quốc gia ở nước này cho rằng, để giải quyết cuộc khủng hoảng, chính phủ cần tập trung nhiều hơn vào nhà ở xã hội. Khi lên nắm quyền, chính phủ của tân thủ tướng Anh, Keir Starmer, cam kết xây dựng 1,5 triệu căn nhà mới từ nay đến năm 2029, nhưng trước thêm ngân sách mới được công bố, một số chuyên gia cảnh báo mục tiêu trên sẽ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở tại Anh nếu thiếu khoản đầu tư đáng kể vào nhà ở xã hội. Chị Esther Umambo là một y tá, chị đã chờ suốt 4 năm qua để được cấp một căn nhà ở xã hội tại thành phố Bristol. Trong thời gian đó, chị phải làm hai công việc và xin thêm trợ cấp của chính phủ để trang trải tiền thuê nhà. Chị nói, chính phủ cần xây nhà ở giá rẻ cho những đối tượng như tôi. Giá cả cứ tăng thế này, thì sẽ không ai đủ khả năng sống ở Bristol trong 10 năm tới. Chỉ riêng ở Bristol, danh sách chờ nhà ở xã hội đã gần 20.000 người. Trong lúc chờ đợi, họ phải ở trong những nơi ở tạm, như căn phòng chật hẹp của anh Iskehu, một bệnh nhân tâm thần đang phục hồi. Anh nói, nếu ai đó không đủ khả năng đứng lên và nhờ sự giúp đỡ, họ sẽ mãi kẹt trong những điều kiện như thế. Ngoài thủ đô London, chi phí thuê nhà ở Bristol là đắt nhất ở Anh, Mỗi cư dân thành phố phải kiếm được thu nhập cao gấp 9 lần mức lương trung bình mới có thể mua được nhà. Kể từ năm 2010 đến năm 2023, tỷ lệ nhà ở xã hội trong tổng số nhà ở tại Anh giảm 7%, riêng tại Bristol, tỷ lệ này là gần 9%. Trong thời gian đó hơn 400.000 căn nhà đã được xây dựng ở Bristol, nhưng đều nằm ngoài khả năng của những người như chị SC và anh S. Các công ty môi giới bất động sản cũng nhận thấy nhu cầu gia tăng đối với nhà ở giá rẻ. Ông Sean McCarthy, giám đốc công ty môi giới bất động sản c 3 Hall cho biết giá cả phải chăng là yếu tố mấu chốt. Điều này cùng với việc lãi suất giảm bớt sẽ hỗ trợ đáng kể cho những người trẻ tuổi mua nhà lần đầu. Theo Liên đoàn Nhà ở Quốc gia, chính phủ Anh cần đầu tư 42 tỷ bảng, tương đương với 54,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào nhà ở xã hội. Theo hãng tin Sky News, khoản đầu tư này sẽ giúp chính phủ giảm áp lực ở nhà đáng kể. Chính phủ Trung Quốc hôm qua cho biết Bắc Kinh đã hoạch định các bước cần thiết để tăng số ca sinh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh năm ngoái tỷ lệ sinh ở nước này giảm 5,7% xuống 9,02 triệu ca, đạt mức thấp kỷ lục. Trong tuyên bố được đưa ra hôm qua, chính phủ Trung Quốc kêu gọi nỗ lực xây dựng một nền văn hóa kết hôn và sinh con bằng cách truyền bá sự tôn trọng đối với việc sinh con kết hôn đúng độ tuổi và trách nhiệm của cha mẹ trong việc chăm sóc con cái. Chính phủ cũng công bố loạt biện pháp bao gồm bảo hiểm thai sản, chế độ nghỉ thai sản, trợ cấp và hỗ trợ y tế tốt hơn cho trẻ em. Đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương trích nguồn ngân sách cho các trung tâm chăm sóc trẻ em. Chính phủ cũng sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính cho học sinh từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời xem xét mở rộng dần phạm vi giáo dục miễn phí. Các gia đình có đông con cũng sẽ được hỗ trợ mua nhà. Mặc dù Trung Quốc đã bãi bỏ chính sách một con kéo dài 35 năm vào năm 2015, nhưng nước này vẫn phải vượt lộn để tăng tỷ lệ sinh. Tổ chức Khí tượng Thế giới hôm qua công bố báo cáo cho thấy nồng độ khí nhà kính trong khí quyển đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023. Báo cáo được công bố trước thềm hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP29 tại Azerbaijan từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 11. Theo báo cáo khí hậu thường niên của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nồng độ của ba loại khí nhà kính chính CO2, metan và nitơ, những tác nhân khiến khí hậu nóng lên đề tăng trong năm ngoái. Cụ thể nồng độ CO2, loại khí chiếm khoảng 64% tác động làm nóng lên toàn cầu, đã tăng hơn 11,4% so với năm 2004 lên mức 420 phần triệu. Còn so với thời kỳ tiền công nghiệp trước năm 1750, cả ba loại khí nhà kính tăng lần lượt là 151, 265 và 125%. Báo cáo cũng nhấn mạnh, tác động của biến đổi khí hậu có thể khiến các hệ sinh thái trở thành nguồn phát thải khí nhà kính. Theo đó, các vụ cháy rừng giải phóng nhiều khí CO2 hơn vào khí quyển, trong khi đại dương ấm hơn làm giảm khả năng hấp thụ khí CO2. Báo cáo cảnh báo, tình trạng này có thể đẩy nhân loại vào hiểm nguy. Trong một tuyên bố, Giám đốc Tổ chức Khí tượng Thế giới, bà Celeste Stolo cho biết, một năm nữa, một kỷ lục nữa, điều này giống lên hồi chuông cảnh báo đối với những người ra quyết định. Rõ ràng, chúng ta đang đi chệch hướng trong việc đạt được mục tiêu của thỏa thuận Paris. Theo thỏa thuận Paris năm 2015, các quốc gia nhất trí đặt ra mức trần tắt nhiệt độ của trái đất đến năm 2100 là không khí quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, chừng nào lượng khí thải vẫn tiếp tục tăng, khí nhà kính sẽ tiếp tục tích tụ trong khí quyển, làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Báo cáo cho biết, vào năm 2023, nhiệt độ trên đất liền và trên biển đạt mức cao nhất kể từ năm 1850.